Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Konami. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản của cái trang web đó là Humble Bundle. Đây là một cái trang bán game, nhưng mà nó rất hay thả game miễn phí cho chúng ta. Và nếu nhanh tay thì các bạn có thể trong cái thời điểm mà nó thả game miễn phí, các bạn có thể lên và nhận cái game bản quyền 100% và vĩnh viễn. Và để có thể nhận được game trên cái trang web này trong những đợt mà nó thả game ấy, thì các bạn trước tiên các bạn phải có một cái tài khoản của Humble Bundle đã. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản của Humble Bundle để sau này khi mà có game miễn phí nào đó thì các bạn có thể đăng nhập và nhận game ngay. Được chưa nào? Thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào cái trang web sau đây, đó là humblebundle.com. Được chưa nào? Đây chính là trang chủ Humble Bundle rồi. Đây thực ra là một cái web bán game, nó bán rất là nhiều game, có giảm giá rồi sale các kiểu nữa. Các bạn thông cảm nhé, để hiện tại thì cái mạng cáp bất kiếp gì đó cho nên mạng nó hơi toang một tí, cái gì nó chạy khá là chậm. Rồi xong, nó ăn vỡ mồm luôn. Đây rồi này, các bạn thấy nó bán rất là nhiều game đúng không nào. Đây là trong web nước ngoài cho nên cái đường truyền đi nước ngoài của VNPT thời hiện tại thì nó khá là nát. Này loát mãi không được mấy hình ảnh thực sự. GTA 5 này giá 29 đô, 30 đô, sale tàn 70-80% thôi, giảm giá đấy các bạn. Các bạn có thể lên đây để mua game hoặc là mua qua Steam cũng được. Humblebundle.com được chưa nào? Đây sẽ là trang web mà các bạn có thể nhận được cái game, các cái game miễn phí từ hiện tại. Thì đầu tiên để đăng ký được một cái nick của Humblebundle thì các bạn hãy làm như sau, đó là các bạn hãy nhìn sang bên phải này, góc bên phải này có login và sign up. Login là các bạn đăng nhập, còn sign up là chúng ta sẽ đăng ký một cái nick mới. Các bạn click vào sign up nhé. Rồi ở đây các bạn hãy điền một email mà các bạn đang có thì hiện tại ra. Mình sẽ lấy một cái email nào đó của mình nhé. Sau đó thì mình sẽ đặt mật khẩu để có thể là đăng nhập vào cái trang Humble Bundle này. Đây là mật khẩu để đăng nhập vào trang web này chứ không phải là mật khẩu email các bạn đâu nhé. Các bạn hãy nhớ điều đó. Nó bao gồm chữ này, chữ thường, chữ hoa và số nha các bạn. Sau đó thì các bạn ấn sign up ở đây. Rồi sau đó thì nó đã gửi một cái gì nhỉ, một cái email có thể nói là về cái tài khoản email của mình. Để nó đâu rồi, đây PC Gaming 2, nó đã gửi một cái email vào cái tài khoản email của mình để có thể xác nhận này đó các thứ. Đây dịch sang tiếng Việt rất là dễ. Lại không được hoạt động, xin vui lòng kiểm tra email của bạn một lần kích hoạt. Đúng vậy, chúng ta phải kích hoạt nó lên. Rồi sao chưa thấy gửi nhỉ? À, chưa gửi này, có để ấn gửi lại phát. Rồi gửi rồi. Bây giờ thì F5 bên này cái. Đây nó gửi một cái tài khoản ở đâu, một cái email về email của mình rồi đó các bạn. Humble Bundle này, mình sẽ click vào cái này. Ở đây các bạn có thể thấy nó có một cái đường link kích hoạt. Thì các bạn hãy ấn vào cái link này nhá, link xanh ra trời này, được chưa nào? Để kích hoạt cái tài khoản chúng ta lên. Rồi account activated, như vậy là cái tài khoản của mình trên trang Humble Bundle đã được kích hoạt thành công. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc đăng ký một tài khoản trên Humble Bundle rồi. Bây giờ chúng ta công việc chúng ta chỉ là đợi và ngóng khi nào mà cái trang này thả game miễn phí thì chúng ta lên nhận cây về thôi. Rất là đơn giản đúng không nào? Video của mình có lẽ cũng đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn đăng ký thành công và nhận được nhiều game miễn phí trên trang Humble Bundle. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.